ở kệ này có rất là nhiều loại. Thì chẳng hạn như trên tay mình đó là cái loại bằng sắt. Thì cái loại này là do VinaHV sản xuất. Thì loại này có cái cách dùng là chúng ta sẽ có hai cái vị trí bắt tắc kê lên tường như thế này. Thì tùy vào nhu cầu sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng một cái bộ kệ sẽ sử dụng nhiều cái phát âm này, hoặc là hai, hoặc là nhiều hơn, tùy vào nhu cầu và tải trọng với kệ. Thì cái sản phẩm này có ưu điểm đó là khi mà chúng ta bắt lên tường thì chúng ta có thể là điều chỉnh được các cái thông số sai số mà khi chúng ta lắp đặt. Chẳng hạn như ở đây chúng ta sẽ có hai cái vị trí của cái lục giác chìm ở đây. Đây, chúng ta sẽ điều chỉnh cái phần bát này lên xuống được để mà chúng ta điều chỉnh cái kệ chúng ta trở nên cân bằng hơn, cũng như là khi mà chúng ta lắp đặt lên tường mà có khoang lỗ bị sai thì chúng ta vẫn có thể xả cái bu lông này ra. Đây, xả ra và chúng ta có thể dịch qua trái hoặc là dịch qua phải theo cái sai số. Thì loại này có ưu điểm như vậy. Thì chú ý khi mà sử dụng loại này thì chúng ta cần phải đóng tắc kê vào tường thật là một loại tắc kê thật là chặt để đảm bảo mà khi chúng ta siết cái bát này vào tường thì nó sẽ cố định cao. Sản phẩm này được một ưu điểm nữa là chủ động nguồn hàng gia công theo cầu các anh chị. Hiện tại thì chúng ta có khuôn, còn trường hợp mà anh chị muốn làm những cái kệ dài hơn thì chúng ta có thể là gia công theo cầu. Sản phẩm này có nhiều kích thước, chẳng hạn như một số anh chị nhà máy thì sẽ ưu tiên là làm cái này khoảng 100 mm, chẳng hạn như đây kích thước này là 100 mm, có nghĩa là chúng ta sẽ khoét một cái lỗ trên cái cạnh của cái kệ và chúng ta luồn cái này vào. Ở đây thì nó là đường kính là tương đương với 10, đây là 11, thì chúng ta khoét cái lỗ 12 mm, chúng ta luồn cái kệ này vào, cái bát sắt này vào. Có một số anh chị sẽ thiết kế cái bát sắt này dài 150 mm. Thì thông tin cụ thể anh chị có thể liên hệ trực tiếp với VinaHV hoặc là các đại lý để nắm rõ thêm thông tin chi tiết cái sản phẩm này. Ngoài ra thì còn rất là nhiều sản phẩm khác, chẳng hạn như đây là một loại mà VinaHV đang làm khuôn thì hiện tại vẫn đang nhập về. Loại này thì chúng ta sẽ có khuôn gia công trong thời gian sắp tới. Loại này thì chúng ta có cái phần này là phần nhựa đúc lên, thì cũng tương tự là cái này. Loại này thì có rất là nhiều kích thước tùy loại kệ chúng ta và tùy loại ván mỏng dày khác nhau, thì chúng ta sẽ có cái đường kính của cái loại này nó sẽ khác nhau. Chẳng hạn như đây là khoảng 14 mm, bên này có thông số, bên này có thông số là 14 x 140. 140 là chiều dài, chiều sâu mà chúng ta sẽ gài vào bên trong cái kệ. Thì sản phẩm này về thiết kế thì có hai thành phần. Khi mà thành phần này chúng ta sẽ đóng lên tường, thành phần này tương đương với một cái tắc kê, chúng ta sẽ đóng lên tường, khoét lỗ và đóng lên tường. Thì cái lỗ này khoét là tương đương với đường kính là 14 mm, chúng ta khoét lên tường. Và sau đó là khi mà chúng ta luồn cái bát âm này vào, chúng ta siết, chúng ta dùng cái khóa lê, chúng ta vặn siết. Thì chúng ta càng siết thì cái vị trí của cái tắc kê này sẽ nở ra, bởi vì phía sau này nó có một cái con tán để mà siết. Như vậy khi mà chúng ta càng siết thì càng rút lại cái thành phần này, càng rút càng nở ra. Đây, nở ra như thế này, như vậy là sẽ giữ vào trong vách tường. Và khi đó chúng ta sẽ gài cái này, sẽ gài cái kệ vào. Sản phẩm này tưởng là đơn giản nhưng mà trong quá trình lắp đặt cũng có một số khó khăn nhất định. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta khoan cái lỗ trên vách tường mà bị nghiêng hoặc là bị trật vị trí thì rất là khó điều chỉnh trên cái kệ chúng ta, bởi vì khi đó trên kệ chúng ta đã khoét lỗ sẵn rồi. Và như vậy mà khi mà cái kệ chúng ta có nghiêng thì chúng ta rất là khó điều chỉnh. Chẳng hạn như là nếu mà nghiêng qua đây chúng ta rất là khó gài, nghiêng qua đây cũng vậy, nghiêng qua đây cũng vậy.
Nhưng mà sản phẩm này, do đó mà khi mà chúng ta khoan lỗ phải chú ý tới cái việc là khoan khoét lỗ trên vách tường phải chính xác. Và này thì có rất là nhiều kích thước tùy vào cái ván dày mỏng mà chúng ta sẽ có cái thân trụ này khác nhau. Kích thước nhỏ thì thông tin cụ thể anh chị có thể liên hệ Vina Hardware hoặc là các anh chị đại lý để nắm rõ thêm thông tin chi tiết. Ngoài ra thì một số anh chị thiết kế trong dự án thì vẫn có thể là dùng một số loại bắt âm đỡ kệ khác cố định cho khả năng tải trọng cao, thì anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware để được thông tin cụ thể.